Sao anh Tùng? Về đi ra đây làm cái đéo gì? Xe này còn lấy đéo đâu mà chỉ nó. Tùng ơi! Anh nhờ chú ghi tí nhỉ? Anh cũng đang bắt trực tiếp đây. Đây cán bộ Tùng này, có cán bộ đi sâu này. Xem mấy chú ở điểm nào? Chả biết cái điểm nào đâu. Chưa nói năng gì hết. Chả có, chưa biết là chuyên đề thì mình chưa cần kiểm tra. Ờ, các anh đi làm các anh mà có chuyên đề, nhưng mà tổ của anh có phải có 2-3 người. Bây giờ hai các anh ngồi trên ô tô mà các anh đứng trên ngồi trên xe này, các anh không xuống thông báo lỗi sai phạm cho bọn em thì bọn em biết thế nào để mà xử lý? Cứ từ từ thôi, làm biết bản xong hỏi chuyên. Làm chưa có biết bản bản gì cả, đây đang bắt trực tiếp luôn để cho công an huyện Yên Châu này nó lên báo số 1 luôn. Vớ va vớ vẩn. Thế sao bữa đấy tôi đi tôi không đổi mũ, tôi xin nhan, tôi tít còi, sao không không vậy tôi? Kệ, để tí mình hỏi sau xem. Đây giáo sư Tùng à. Anh bảng hiệu anh tên gì nhỉ anh nhỉ? Đây em vẫn đang đứng lùi ra đây mà. Bây giờ em đã quát trực tiếp luôn đây này. Này, anh còn chưa căng băng luôn. Anh cái gì? Gấp cái xe của anh em mình thì bỏ đi hết. Uống gì mấy thằng kia nó đi rồi. Còn thằng nào xuống? Xuống xe để. Xe xe của chú đâu? Xe của chú đâu? Thằng nào chặn xe? Anh thông báo đi. Ai chặn xe, ai là người làm việc với bọn tôi? Em nói. Còn bọn tôi đứng xe, tôi đứng ở đầu của xe. Đầu xe của cảnh sát giao thông huyện Yên Châu từ bây giờ đến sáng luôn. Đặt điện thoại lên. Chỗ này tôi cũng bị bắt một hai vụ rồi, nhưng mà không có cái gì phải sợ. Mình sai thì mình chịu trách nhiệm. Thế ai chặn xe em? Em hỏi bây giờ ai chặn xe em? Cán bộ nào? Em chả biết. Không phải đi vào đâu, anh đứng anh làm việc ở đây luôn. Anh làm việc ở đây luôn. Hỏi là ai chặn xe? Nó phải bằng chứng. Từ. Em mất kéo điện ra đây, kéo điện ra đây luôn. Chặn xe em. Ai chặn xe? Cán bộ nào? Này, không phải anh là người chặn xe. Hai người không được gọi. Luôn luôn. Tôi làm việc với người đấy. Tôi làm việc với người đấy, tôi không làm việc với anh. Anh bỏ bộ đàm xuống. Tôi làm việc với người đấy. Làm việc với người chặn xe. Trong cái xe của bọn tôi nó chỉ đáng giá 500.000 thôi. Tôi nói thật sự với các anh. Thích kiểu gì kiểu có kiểu. Còn các anh còn đi qua đây rất nhiều. Còn anh là đội trưởng, tôi chả cần biết anh là đội trưởng hay cái gì. Còn các anh đi làm việc nhá, các anh phải có lọ kia mẹ thủ trưởng của anh cấp. Ôi, các anh đi các anh gặp ai không anh chặn, thế là cu với tôi, nó đi xe các anh chặn à, chặn cái gì? Còn đây này, tôi đang trực tiếp này, tôi đưa các anh lên này. Mai mốt tôi gọi Tuấn Mùa Mã lên để nói chuyện với các anh. Còn cái xe đối với tôi là 10 triệu vứt mua cái xe khác. Xe cho lên thùng rồi. Vớ vẩn. Đúng không chú Tân? Nó ngoằng mấy anh em mình thì thế nào không được. Mẹ tôi trực tiếp rồi, tôi cho các anh lên mạng luôn. Các anh gọi lại luôn. Ai là cán bộ nào vậy? Rồi, tuần tra lưu động cứ thoải mái. Tuần tra lưu động các anh phải có. Có gì anh? Có gì? Anh hỏi chuyên đề. Chuyên đề. Cơ quan của anh, thủ trưởng của các anh, ký cho các anh đi làm. Chứ không phải các anh ngồi đây mà các anh chặn bọn tôi được. Còn cái xe tôi vừa đi bỏ thì mẹ mai mốt tôi đứng ở đây. Tôi để ngoa rồi tôi đốt luôn. Tôi nói thật sự. Các anh chặn, các anh phải. Tôi xin phép mà hỏi. Nói cho bọn tôi biết là cái sai của bọn tôi. Còn đấy ai đang cầm? Vơ vẩn. Cho đây bọn tôi thổi luôn. Anh tên gì nhỉ? Không thể bình tĩnh được. Cho bọn này lên mạng luôn, cho bọn nó về vườn hết. Bố láo mất dậy. Đúng không? Mày không phải chân mắt với anh. Cứ gọi đi. Còn bây giờ anh mày đang đứng ở mày bắt chỗ này 2-3 lần rồi. Nhưng chúng mày làm đéo có một cái chuyên đề gì cả. Mang chuyên đề đến đây. Cầm. Vẫn đang trực tiếp này. Cầm gì? Kêu gọi 5.000 anh em về theo dõi công an Yên Châu này làm ăn vô bẩn. Em
em có được xem. Chợ cái gì? Cái xe của mình đi đầy đủ. Không, sếp nào không biết cho em. Sếp nào? Tôi anh. Em nói với các anh nhá. Em có được cầm. Các anh cứ đưa cái chuyên đề của các anh ra đây. Tôi mù văn hóa về. Vớ va vớ vẩn. Mẹ không, tôi không sẽ bây giờ muốn xem. Còn này, tôi đang trực tiếp luôn cái hình ảnh của các anh đây. Việc của anh nhá. Anh, à, mời anh ra ngoài. Không phải ra ngoài đâu, các anh bắt xe của tôi đây. Không có cái gì cả, bọn tôi có quyền trực tiếp của anh. Không có cái gì trực tiếp. Bớ bà, bớ bẩn. Nói, anh đọc. Anh đọc đi. Đọc luôn, mang đây, kiểm tra cái chuyên đề luôn. Chuyên đề của anh, các anh mang đây. Tôi xem và tôi nghe. Mang chuyên đề đây, kéo dây điện nhà mình ra đây. Bớ bà, bớ bẩn. Anh cho ra để cho người dân, người ta đọc, người ta chứng kiến. Rồi. Anh cứ đọc hết, anh cứ đọc hết đi. Cứ đọc hết từ đầu đến cuối đi. Nó phải rõ ràng chứ. Không mà cho, bọn tôi còn được phép quay phim, bọn tôi được phép chứng minh. Cái ngày tuần tra kiểm soát lưu động trong cái... Anh cho em hỏi cán bộ nào vừa dừng vây người dân vi phạm nhỉ? Vậy bây giờ bọn anh dừng vây không? Bọn anh chạy hết. Không là một hai anh cán bộ cán bộ huyện Tiên Châu. Anh uống rượu rồi anh đi. Không, em đang uống rượu mà em dẫn bộ xe luôn. Thế nhiên thằng em của em. Đấy. Anh có ý kiến gì mà anh ý kiến? Sao lại không có ý kiến? Đấy vẫn đang đi gọi đây. Thế các anh có bằng dồn có biển hiệu không? Sao anh? Sao anh? Thế mà, thế bây giờ là các anh dừng người vi phạm, hôm nay các anh chạy đi tận đâu? Thế bây giờ hai anh ngồi trên xe, các anh xử lý cái gì? Bọn tôi đang ngồi đây, bọn tôi yêu cầu các anh đưa ra cho tôi cái chuyên đề. Các anh đi tuần tra kiểm soát, các anh đo nồng độ cồn này, các anh kiểm tra cái gì? Anh được không? Dạ. Anh có phải người vi phạm không? Không, em cũng vi phạm nhưng em cũng nó sai nhưng em chấp hành. Anh nói với Tùng này, bởi sao anh chấp hành đã uống rượu là không lái xe mà uống rượu say thì anh đủn xe về. Lúc đấy anh là đủn xe thôi. Anh đủn xe anh vẫn sinh nhật anh vẫn đi còi, anh là phù lê đúng không? Thế là anh quay lại đây, anh thấy người dân người ta nó như thế này, thế là anh cũng phải có một ý kiến rồi, để anh nào dừng xe tôi đang. Cán bộ nào dừng xe kiểm sát? Đây, lượng đồng chí. Đâu? Thế sao anh? Thế sao anh không? Anh không trực tiếp anh kiểm tra và anh chạy tận đi đâu? Không, mà để cho hai cán bộ Tùng mấy cán bộ. Bây giờ này anh này em nói với anh nhá. Anh là ai? Anh đến đây đã. Anh là Phú Lê. Lép. Thế bây giờ em nói với anh này nhá. Rồi tôi thổi rồi. Bây giờ tôi muốn nhờ anh kiểm tra nồng độ cồn. Anh nói với Tùng này, tất cả chuyên đề các chú đi làm, các chú phải có chuyên đề do cán bộ cơ quan các chú trưởng có. Tôi khẳng định là các chú có hôm nay ở cái tuyến đường này không, ngày tháng bao nhiêu có. Chú cho đây để tất cả người dân mọi anh xem. Anh nói với anh vừa hỏi em câu này đúng không? Anh em sẽ trả lời. Không, để nhờ anh thổi cái máy của. Bây giờ nha, tất cả những cái kế hoạch các thứ đã được liêm yết công khai tại trụ sở đơn vị. Anh không cần biết. Thế mà anh trực tiếp cần biết, tại vì bây giờ anh không vi phạm. Anh trực tiếp anh trực tiếp. Sao lại đi ra ngoài to đấy trực tiếp? Còn nếu mà anh giám sát thì anh nói với Tùng này. Bây giờ anh bắt đầu trực tiếp. Anh trực tiếp đây. Anh hỏi thì trực tiếp làm. Dừng lại. Hai thằng bảo thằng Cảnh dừng lại. Xong là nó lại đi để cho bọn đằng sau này xử lý. Tắt đi tí nó mắng cho. Bọn anh là người dân mà anh được. Không, anh xem kiểu điểm biết tại sai không? Không có đâu. Bọn anh nói anh thổi là có chuyện như thế thôi. Chú đi nào cũng phải công khai cái chuyện này. Tôi thổi vào cái máy này thì anh dừng xe tôi. Ai? Anh nói với chú là cái xe của anh nó chỉ đáng không? Tôi thổi thì chú sai rồi. Bây giờ tôi muốn bọn anh sai thì bọn anh phải có trách nhiệm với pháp luật. Từ từ anh, để em nói. Không cơ chú. Bây giờ tôi muốn cái anh thay ống mới và tôi nhờ anh dừng xe tôi và anh thổi chính xác vào cái ống vào cái máy này. Xem cái máy này. Anh đưa máy quay đây. Đúng rồi. Máy quay đây. Kiểm tra cái máy. Vi sát vào đây. Ở đây mồm to như gì? Sợ quay trực tiếp vào đây. Sợ cái gì? Quay trực tiếp vào cái máy này. Đánh nhá. Đây. Luôn mà ngay. Ok luôn. Thôi thổi nhá anh nhá. Anh nhìn nhá. Từng người thổi một. Không, cứ nhờ anh này trước. Từng người một. Cứ nhờ anh này trước.
Chị cầm camera, chị ra ngoài cách 10 mét chị giám sát nha chị nhá. Đứng vào đây, đứng hẳn ra ngoài. Mình cầm cam mình ra ngoài. Không, phải sát ra kiểm tra cái máy của mình cơ mà. Kiểu anh ra cái máy của mình. Anh giám sát. Anh có bắt không? Anh có bắt anh ngăn người dân không? Anh giám sát. Anh giám sát. Anh giám sát. Anh cứ quay. Anh giám sát. Anh không dám bỏ ra. Này, ông đổi luôn, ông trực tiếp ông quay. Đưa cái máy lên. Bây giờ mẹ ngu như con lợn. Đây ông đổi đi. Nhờ các anh kiểm tra. Ông đổi đi. Các anh nhá. Các anh kiểm tra thổi. Từng người đổi một. Đúng hay sai? Sợ cái gì? Cái xe mình có 500 bạc. Thổi cho các anh xem nhá. Anh đừng gọi anh rồi. Sai thì đây gọi anh sai. Còn bây giờ sao anh đừng gọi nha. Đây là anh phải quay. Không quay thì sao biết được. Công an nhá. Rồi. Anh lắng nghe người ta thổi này. Công an thổi. Anh người thổi này. Anh nhìn đây. Anh người dừng. Anh nhìn đây này. Từng người thổi nhá. Tôi nhờ từng người thảo hủy nhá. Ok. Đúng quay lại đây. Anh nhìn từng người tôi. Cái hàng mấy con kim mà địt mẹ này mồm bình thường thì to con lợn. Em đầu tiên là nhờ người dừng em à, tất cả các anh. Các anh nhờ những ai cán bộ nào dừng. Đây, dừng. Tôi giải thích với anh này như này nhá. Cứ thoải mái. Rồi đây tôi thổi cho anh xem anh đỡ. Em nhờ cứ từng người thôi. Mà các anh đồng ý rồi. Có sai đâu bọn em chịu đấy mà. Sai em chị. Không có này. Em sai em chị. Còn các anh chị. Tôi không có này. Rồi em nhờ các anh cơ. Tất còn cả các anh sai thì cái chúng tôi ghi nhận rồi nhá. Đúng rồi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ chúng tôi đã lập biên xong biên bản vi phạm chính và yêu cầu anh đọc biên bản và tôi không làm bản. Tôi mà làm các anh không bao giờ đứng ở đây để mà làm. Nhưng mà anh cho với các anh. Cho em anh cái mồm anh nói bảo tôi đọc nhá. Để anh nói đi đã. Không anh để bây giờ người dân người ta có quyền nói. Để anh em nói đi đã. Người dân người ta phải có quyền nhá. Mồm anh nói bảo tôi đọc biên bản nha. Các anh không bao giờ đứng và làm mặc cái quân phục này mà nói chuyện với tôi được. Tôi nói với anh một câu nhá, anh đừng có nói bảo tôi đọc cái biên bản đấy, tôi không bao giờ phải đọc mà các anh phải đọc cho tôi nghe. Mời anh mà, mời anh vào trong này để anh, làm việc vào anh đâu? Vào đâu bây giờ các anh cho em xem cái chuyện này hôm nay các anh làm ở chỗ nào. Còn tôi nhờ các anh nhá, đây nhá, đây cả người dân người ta chứng kiến người ta quay video nhá. Tôi nhờ anh đầu tiên và các anh trong tổ tuần tra kiểm soát lưu động này thổi nồng độ cồn ở cái máy này, tôi chấp nhận tôi sai rồi, anh không phải đọc. Em đọc cho mấy thằng nó ghi rồi. Ừ, nhưng em nhà tôi em bình tĩnh. Anh trưởng công an ở xã này, anh đang hỏi công an viên là em tên là gì? Anh không phải đọc, em đọc cho rồi. Và em nhờ anh là người đầu tiên. Không, em nói với này, các anh cán bộ giao thông cho em xin cái chủ đề hôm nay của mình đi làm kiểm tra. Em nói với anh, chúng tôi đã niêm yết công khai theo tổ tuần tra. Em cũng là người tham gia giao thông thôi. Em nói sự với anh à? Em nói với anh Đông này. Anh đúng anh Đông không? Em ở nhà em ngay đây nè. Còn em tham gia giao thông rất nhiều. Em nói với anh, người này em nói với anh thằng em sợ của em còn người em đổ và toàn tổ. Sai cái gì rồi? Không phải giải thích. Xe thì không cần phải niêm yết công khai rồi. Các anh cho em kiểm tra cái chuyên đề của anh. Anh niêm yết công khai theo thủ tục hành chính rồi. Em nhờ anh ấy rồi. Và em nhờ đi về. Đi về cái tổ tuần tra kiểm soát này. Thổi cái máy này xem đúng hay sai. Em nhờ anh tôi vào tổ tuần tra kiểm soát này. Em nhờ tất cả tổ mà chú anh đi về. Ta biết tôi cầm một cuốn. Chú nói thì ai nghe? Cuốn. Không phải việc của chị, tôi nhờ. Mẹ mày run chân rất đừng biến mẹ đấy. Người nhà em không gọi là chú còn là anh. Không phải, không phải giả đánh. Không phải giả đánh. Còn em nói ngay, bọn em sai thì bọn em chịu trách nhiệm với pháp luật. Rồi, nhưng mà hiện tại em nhờ anh ấy rồi. Em nói với anh cùng tất cả anh này. Tổ tuần tra kiểm soát thổi cái máy đấy và thay mỗi người thay một cái ống thổi thoải mái. Đến khi mà em cảm thấy cái máy đấy ok. Anh ơi. Anh ơi, anh biết của Thái Nguyên chưa? Máy nào rồi? Thôi, không phải nói nhiều. Anh ơi, các anh cho em xem cái chuyên đề. Kiểm định cái gì? Chuyên đề. Nhưng mà chuyên đề anh Dùng ạ. Nhưng mà anh có điều khiển xe không? Em không điều khiển xe nhưng mà đấy là thằng đề của em. Điện tử của huyện Yên Châu. Em nói này, chuyên đề của nó. Hôm nay các anh làm ở tuyến đường nào? Các anh người vi phạm xem rồi. Các anh được phép dừng và các anh kiểm tra ở trường hợp nào? Rồi. Đây này em còn đang trực tiếp này, em nói đấy là trực tiếp đấy là việc của anh. Em có tôi nói với anh nhá. Người điều khiển đã đọc rồi nhá.